Thầy đi xô nhiều quá, vậy thầy có tài xế riêng không? Lên xe hay máy bay thầy ngủ được không? Cảm ơn thầy. Dạ thưa, tuy xô em nhiều nhưng tài xế riêng không có. Lên máy bay và xe em ngủ được lúc có lúc không. Người ta mời mình lên xe là người ta có một nhọt hết rồi. Trời đất ơi, mà mình lên xe mình ngủ nó trời ông thầy kỳ vậy ta. Trời ơi, em cũng biết thân em lính chứ. Cho nên là thầy đi xô thì có nhiều, tài xế riêng thì không có. Lên máy bay hay xe ngủ được nhưng mà lúc có lúc không. Vậy đáp được chưa?